Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của mình. Như tiêu đề thì ngày hôm nay mình sẽ review nốt 5 sản phẩm của nhà Solayer này. Thì hôm trước mình có lên một cái video top 5 mùi hương giá rẻ nhưng mà chất lượng thì rất là ngon dành cho các bạn nữ. Cái giá khoảng tầm trên dưới 1 triệu đồng một xíu, rất là rẻ. Và video đó thì mình có review em Fresh Pear, là một chai nước hoa của nhà Solayer, và cũng nhận được khá là nhiều inbox bảo là anh ơi, cái sản phẩm của nhà Solayer này thì nó còn mùi nào nữa không, và những cái mùi nào nên mua. Tại vì bây giờ đang dịch giã nên là em không có điều kiện đi thử. Thì ngày hôm nay mình sẽ review lại nốt 5 mùi hương. Ở đây là có vài mùi mình có vai hồ nha, và có những mùi mình có hẳn chai 10ml rất là xinh. Và cũng nhờ video vừa rồi thì Solayer có nói với mình làm cái giveaway cho các bạn. Nên là nếu như các bạn nào đang theo dõi thì các bạn có thể tham gia cái giveaway. Phần quà là hai cái chai 100ml này cùng với cái code giảm giá gì đó, và còn rất nhiều những cái giải thưởng khác ở trong cái trang chủ Solayer. Thì tí nữa mình sẽ để link ở phía dưới để cho bạn nào có thử tham gia xem, biết đâu gặp may mắn trong cái mùa dịch này lại có nước hoa xịt thì sao. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu 5 mùi hương còn lại của Solayer nha. Và để cho thuận tiện cho việc theo dõi thì mình sẽ review lại một chút về cái phần ngoại hình cũng như là cái nhận xét của mình về cái phần ngoại hình của những chai nước hoa của nhà Solayer này. Thì đây là một chai 100ml, một cái thiết kế rất đơn giản, phần thủy tinh trong, và ở trên thì có ghi là body spray Solayer, và tùy mùi nó sẽ ghi ở dưới. Cái nắp màu đen và có 5 chân hút rất là ok. Và họ còn có 2 dòng sản phẩm nữa, đó là những cái chai chiết 10ml này. Thì những cái chai chiết này thì những cái chai 10ml này thì nó giống những cái chai chiết mà các thương nhân hay bán ở trên mạng ấy. Chỉ là ở đây thì mình thấy là họ chỉnh chu về phần tem nên là nhìn rất là đẹp. Còn cái phần ngoại hình thì không khác gì cả. Cái phần vòi này cũng xịn xò hơn mấy cái vòi của những cái thương nhân chiết này. Đây. Đó. Về cái dung tích 100ml và 10ml này thì mình thấy là rất là ok. Đặc biệt là 10ml này rất là xinh, các bạn có thể mang theo này. Nhưng mà có một cái vấn đề, đó là cái vial mà họ gửi cho mình. Đây các bạn có thể nhìn thấy, cái vial rất là nhỏ thôi. Vial này là vial 1ml. Nhưng mà mình cực kỳ ghét cái vial này. Tại vì khi các bạn tháo cái vial ra ấy, thì họ có một cái gọi là cái nấc ở đây này, cái lẫy ở đây này, để các bạn giật ra. Và mỗi lần giật ra như vậy thì nó rất là chắc, và giật ra là kiểu gì mình giật 10 lần thì 10 lần nó đều bắn nước hoa ra. Và có lần nó dính lên tay rất là khó chịu. Và mỗi lần giật ra như này, đây là mình giật ra như này nhá, nên là mình giật rất là khéo, gọi là có kinh nghiệm rồi. Nếu bạn nào lần đầu thì chắc chắn là các bạn rất khó chịu, và các bạn phải bôi lên này, bôi cái phần que lên thôi. Chứ các bạn đổ cả cái này ra tay thì chắc chắn là nó sẽ rất chảy, rất là khó chịu. Thì đây là cái mình rất là ghét. Nên là nếu như Solayer có xem video này thì mình nghĩ là các bạn nên thay đổi, đầu tư một cái vial nó xịn xó hơn một chút thì chắc là sẽ hoàn thiện hơn. Và bây giờ là những cái mùi hương còn lại ở vị trí số 5, đó là Orange Blossom. Đây là một cái mùi hoa cam. Vâng, chính xác, nó là hoa cam, đơn giản chỉ có vậy thôi. Khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn nhận thấy một cái mùi hoa cam rất là chân thật. Nếu như các bạn ngửi cái mùi hoa cam ở ngoài như nào thì chai nước hoa này khi xịt ra nó rất là tự nhiên và chân thật đến như vậy. Một cái mùi hơi xanh xanh cùng với mùi đặc trưng của hoa cam, không có gì khác, không có gỗ nghiếc hay gì cả, đơn giản chỉ là mùi hoa cam thôi, từ đầu đến cuối chỉ là một mùi hoa cam. Còn nếu như bạn chưa ngửi nó mùi hoa cam thì mình nghĩ là một cái mùi dễ hình dung hơn, đó là mùi hoa bưởi. Mình thấy rằng là ở Hà Nội ấy, thường là vào tầm tháng 5, tháng 6, nếu mà các bạn hay đi ở trên những cái tuyến phố lớn ở Hà Nội thì các bạn thấy là sẽ có những cái cô đẩy một cái sạp và bán những cái cành hoa cam 10.000 một cành, 10 hoặc là 20.000 một cành. Thì mình rất là hay mua cái về để trên nhà ngửi, nhưng mà nó chỉ được tầm 1 đến 2 ngày thôi là nó héo rồi, không còn mùi. Nhưng mà thực sự mùi hương nó rất dễ chịu. Và cái mùi hoa cam cũng như là mùi hoa bưởi ở đây thì gần như là nó không có sự khác nhau nhiều lắm. Nếu như là bạn không ngửi kỹ thì nó chỉ có một cái sự khác nhau, đó là mùi của hoa cam thì nó sẽ có phần hơi đắng hơn so với mùi hoa bưởi. Hoa bưởi ngọt hơn, dễ chịu hơn. Thì toàn bộ mùi hương đây chỉ là một cái mùi hoa. Và mình nghĩ là nếu như bạn nam hoặc bạn nữ nào mà thích cái kiểu hoa là một nhá, cái thứ hai là những cái mùi nó kiểu sáng, nó kiểu thanh lịch nhẹ nhàng, thì đây là một cái mùi hương này cho các bạn. Tóm lại là đa dụng, cả ai cũng có thể xài được. Về cái độ bán tỏa thì đây là một cái dạng body spray, nên là về cái độ lưu hương thì những chai nước hoa ở đây thì thực sự là họ lưu chỉ tầm 5 đến 6 tiếng thôi. Và như mình nói ở trong cái video mình review top 5 mùi hương ấy, thì mình có nói một chút qua về nhà này, đó là những cái mùi hương của họ thì sẽ chủ yếu là dành cho những cái bạn mà không muốn dùng những cái mùi quá nặng hay là những cái mùi nước hoa. Nên là đây là một cái mùi body spray mà các bạn có thể xịt rất là dễ chịu. Và đây cũng là chai nước hoa mình nghĩ là
gọi là blind buy, các bạn có thể mua mà không cần gửi của cái dòng của cái brand Solayer này. À, về cái thời điểm sử dụng thì mình nghĩ là chai này thì xịt xuân hè thu rất là ok, mùa đông thì có lẽ hơi yếu, và xịt đi đâu thì xịt đi đâu cũng được, đi đổ rác, đi chơi, đi làm, tóm lại là đi hẹn hò cũng được. Đây là một cái mùi gọi là rất là dễ chịu cho tất cả mọi người, mình chưa thấy ai chê cái mùi hoa cam cả, cũng như là mùi hoa bưởi cả, chỉ có chê mùi hoa sữa thôi. Và đó là vị trí số 5. Còn bây giờ thì chúng ta đến với vị trí số 4, đó chính là Sugar Lychee, một cái mùi hương khá là ngọt ở trong này. Và mình nghĩ là đây là một cái mùi hương có lẽ là sẽ thuần nữ nhiều hơn, mà những các bạn nữ kiểu học sinh, sinh viên ấy, còn đang đi học ấy, thì như cái tên, đây là vải đường, một cái mùi khá là ngọt. Và khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi đặc trưng của quả vải kết hợp với mùi rất là ngọt. Ở đây thì vải không được làm kiểu tươi mọng nước, mà đây thì vải nó có xu hướng làm khi mà mình ngửi nó có cảm giác hơi khô cứng, và nó không phải là kiểu cứng như ở những cái mùi nam tính đâu, mà nó làm mình liên tưởng tới những cái mùi kẹo vải, mà những cái viên kẹo kiểu cứng cứng mà các bạn ngậm ấy, thì cái mùi hương này nó rất là giống như vậy. Mà khi các bạn nuốt mà các bạn ngậm sâu thì các bạn thấy là mùi vải nó sẽ loanh quanh ở cái phần cuối cuống họng ấy. Cái mùi hương này khi các bạn ngửi thì nó sẽ, cái mùi thơm của quả vải nó sẽ ở cuối, đúng như vậy. Và độ biến chuyển thì nó cũng không có gì lắm, mấy đấy mấy mùi của nhà này thì không có độ biến chuyển như là xịt ban đầu như nào, thì nó về sau thì nó sẽ như vậy, nó chỉ nhẹ dần thôi. Và khi mà mình ngửi thì mình liên tưởng tới ngay những cái bạn kiểu cấp 2, lớp 8, lớp 9, hoặc là những cái bạn học sinh, sinh viên, thì các bạn xịt cái mùi này rất là hợp lý. Kiểu những cái bạn trẻ nhưng ngửi thấy mùi rất là dễ thương, rất là đáng yêu và rất là kiểu tinh nghịch, thành đúng cho những cái bạn trẻ đang đi học ấy. Còn mùi này mà xịt kiểu đi làm thì có lẽ là nó gọi là hơi kiểu trẻ con, kiểu tờ giấy trắng quá. Nên là mùi này là một cái mùi mà mình nghĩ là các bạn có thể mua cho em gái, hay là kể cả các bạn, nếu mà các bạn lớn thì đây cũng là một cái món quà cho con của các bạn, rất là ok. Độ bán quả thì mình thấy là mùi này thì nó tỏa tầm hơn nửa cánh tay một tí, và độ lưu hương thì nó tốt hơn cái chai hoa cam kia, nó khoảng tầm 6 tiếng, trên 6 tiếng một tí. Đó, thì nếu như bạn là một cái người thích cái mùi ngọt, hoặc là những bạn học sinh sinh viên, thì đây là một cái mùi dành cho bạn, các bạn nữ nha, chứ nam không xịt được mùi này đâu. Ở vị trí số 3 trong này đó chính là Lemon Peel, vỏ chanh các bạn ạ. Và khi mà mình đọc tên thì mình cũng nghĩ là chắc là nó sẽ đúng như những gì mà hai chai nước hoa kia mang tới, cái tên của nó như nào thì mùi hương của nó như vậy. Nhưng mà khi mà mình xịt cái mùi hương này ra thì mình thấy là nó có vẻ không đúng cho lắm, nên mình sẽ xịt lên đây. Thì thực ra là mùi này thì dry down thì ổn. Đấy, khi mà ra ngoài của tay này, các bạn sẽ nhận thấy mùi chua của chanh, nhưng mà ở đây không phải là cái mùi chanh tươi, mà có cảm giác hơi, mới xịt ra thì nó có phần hơi hơi tươi tươi và the the đến từ cái vỏ chanh, nhưng mà ngay khoảng tầm 1-2 phút thôi thì mùi hương này biến xuống, và các bạn thấy là mùi của xạ lên khá rõ. Có cái mùi vỏ chanh ở đây thì cái mùi chua của chanh ấy, nó như kiểu là một cái bột chanh ấy, và cái mùi hương ở đây thì mình ngửi có cảm giác nó như kiểu hơi hơi giống như cái mùi kiểu phấn của chị em phụ nữ ấy. Và cái lý do mà mình ngửi cái mùi hương là mình bảo là mùi giống mùi phấn của chanh phụ nữ, tại vì mình có một hôm đi trực chốt vào buổi đêm, thì ở chốt của mình là chốt chống dịch, cũng có vài bạn dân quân, mấy bác kiểu tổ dân phố ấy, thì có bạn dân quân vẫn hỏi là anh ơi, anh dùng phấn của phụ nữ à, hay là dùng kem trang điểm của phụ nữ à, mà sao em ngửi cái mùi hương ở trên người anh nó quen thế. Đến lúc ấy mình cũng kiểu what, mình xịt nước hoa mà body spray mà tại sao nó lại ra kiểu mang đến một cái hiệu ứng như thế cho người khác ngửi nhỉ. Nên mình cũng chỉ kiểu trả lời là lúc ấy chắc là anh gặp người yêu anh, nên là chắc là người yêu anh ôm anh có dính mùi kiểu son phấn lên người thôi. Nó bảo thế ạ, tại vì em ngửi thấy mùi nó nữ quá. Thì chính xác, đây là một cái mùi như vậy. Mùi này thì chắc là nó là sẽ nghiêng nữ nhiều, và những bạn nữ ở đây thì chắc là cũng phải là những các bạn nữ tầm từ 22-23, các bạn thích cái kiểu trang điểm nó hơi đậm một tí, xong rồi kiểu mà người cũng có mùi son phấn ấy, thì đây là mùi như vậy. Và thực sự để mà nói thì với cá nhân mình thì mình thấy là mùi này nó hơi rẻ tiền, nó hơi kiểu synthetic, nó không đáng mua cho lắm. Nên là nếu như bạn nào đang quan tâm đến mùi hương này thì các bạn nên thử nó kỹ, tại vì mình review ấy, thì kể cả là có nhận được tài trợ hay không thì mình cũng vẫn một quan điểm đó là mùi nào ngon thì sẽ nói là ngon, còn là mùi nào không ngon thì mình bảo là không ngon. Còn không phải kiểu mùi này ngon lắm, mùi này thì cũng ngon nhưng mà không hợp gu anh, không có kiểu này. Đây, mùi này thì mình đánh giá là đây là một mùi nó không
đáng để mua ở trong bộ sưu tập này. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với mùi hương ở vị trí số 2, đó chính là Masterial Mix. Đây là một cái mùi hương mà mình đánh giá rằng nó có cái top nốt nịnh mũi nhất trong 6 mùi ở trong bộ sưu tập của nhà Soleil này. Và theo như ghi chú thì họ có rất nhiều những cái nốt hương như là sặn, ấm kết hợp cùng với cái nốt gia vị và gỗ ngọt. Thì khi mà mình xịt cái mùi hương này ra thì mình cảm thấy rằng là gần như là mình không còn thấy cái nốt cay mấy. Và nốt cay cảm giác là kiểu hay là kiểu làm theo kiểu Nhật, nên là họ làm cái gì nó cũng cứ kiểu nhẹ nhàng để làm sao dễ ngửi nhất ấy. Tại vì mình thấy rằng ở bên Nhật thì họ cũng không dùng nước hoa nó quá là nồng nặc. Nên là có thể là Soleil này với cái sản phẩm Masterial Mix này thì họ làm nó khá là nhẹ nhàng. Nên là gần như cái cỗ cay thường mình ngửi những cái chai nước hoa ở đây, những mình có như Dre, MS hay là những cái chai như kiểu Dior Sauvage thì cái nốt cay spicy nó rất là rõ, nhưng mà ở đây thì gần như không đấy, mà đến một cái nét ngọt. Nét ngọt ở đây thì có cảm giác hơi kiểu sánh sánh. Và thực sự cái top nốt này mình thấy rằng là rất là ngon. Và đây là một cái mùi hương mà mình tin là nếu như bạn nam nào mà xịt một phát thì chắc chắn là các bạn sẽ kiểu thích ngay. Đấy, đây là một cái top nốt làm có thể là nịnh mũi đám đông rất là nhiều, kể cả những các bạn nữ. Nhưng mà quan trọng nhất là cái vế sau là chữ nhưng. Mùi hương này thì khi mà dry down xuống, cái nét bougie, cái nét hơi kiểu rượu rượu sánh sánh nó sẽ biến mất, mà nó sẽ lên một cái mùi sặn, ấm và ngọt, có phần hơi tối một chút. Mặc dù cái mùi hương này thì nó cũng khá là quyến rũ và sexy, nhưng mà với cái top nốt thì mình vẫn thích cái top nốt hơn, và mình mong là cái top nốt nó giữ được lâu. Nhưng mà ở đây thì nó lại có sự biến chuyển, nó không như ba chai nước hoa kia, nó không ngừng biến chuyển. Ở đây thì nó có sự biến chuyển với một cái tâm mùi kiểu ấm ngọt như này thì mình nghĩ là sẽ phù hợp cho những bạn nam. Chắc là chai nước hoa này sẽ nghiêng tầm 70% là nam, 30% là nữ. Những bạn nam xịt vào những cái ngày trời nó mát mẻ một chút, tầm 26-27 độ đổ xuống, và những cái ngày trời thu đi hẹn hò này, ôm nhau kiểu mùa thu Hà Nội, xong rồi anh mặc một chiếc áo, em ngồi sau đút tay vào mà cứ ngồi xong hít chai nước hoa này thì mình nghĩ là rất là phê. Đây là một cái mùi hương mà mình đánh giá là có thể nói rằng là nó tốt nhất ở trong cái bộ của Soleil này. Và nếu như bạn nữ nào thích mùi hương này thì mình nghĩ là những bạn nữ theo kiểu mặc cái kiểu áo da, áo kiểu bomber một chút thì xịt cái mùi hương này rất là ổn ha. Chứ bạn nào mà kiểu đánh bèo, kiểu nữ tính, kiểu tiểu thư thì đây không phải là mùi hương cho bạn. Và bây giờ chúng ta đến với cái tên cuối cùng, đó là Vodka Lime hay là Vodka và Olive. Thực ra thì cái tên nó là Olive trước và Vodka sau. Khi mà mình cầm cái vial này về và mình nhìn thấy 6 mùi thì mình nhìn ngay chữ Vodka. Và đây là cái sample mà mình mở ra đầu tiên, mình kiểu dài hoài, mình bóc ra mình thử luôn. Mình kiểu rất là hào hứng, tại vì mình bảo là ui, bây giờ mình tìm được con nào rẻ rẻ mà sai mùa đông, có mùi rượu nữa thì hết tầm. Nhưng mà khi mình xịt ra thì các bạn, đây không phải là cái mùi rượu. Khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy là một mùi một quả ô liu mà nó bị chín, xong rồi nó còn kiểu nó các bạn để trong cái lọ mà nó bị lên men ấy. Cái top nốt thì ok ổn, nhưng mà khi dry down thì mình kiểu chả hiểu họ blend kiểu gì, họ blend cái gì mà khi mà mình ngửi ra nhá, nó giấu mùi ở trong những cái gọi là cái nhà vệ sinh hay là nhà WC ở những cái resort vậy. Mùi thực sự rất rất giống. Thôi chắc là chê thế thôi, tại vì biết đâu không phải gu của mình mà nhiều bạn đã thích những cái mùi hương kiểu như vậy thì sao. Không biết là các bạn nào thích cái mùi kiểu như vậy thì hãy comment ở phía dưới nhá. Tôi giới thiệu cho các ông thêm mấy mùi kiểu như thế luôn, làm kiểu nờ lợ chả đâu với đâu cả. Về phần mùi hương thì cũng bám ở trên da khoảng tầm 5 tiếng đến 6 tiếng, không phải gọi là quá tốt, mà độ quả hương thì cũng chỉ kiểu nửa cánh tay quay đầu. Nếu như bạn nào quan tâm đến những cái sản phẩm này thì hãy tranh thủ vào cái đường link ở phía dưới để có thể tham gia cái giveaway. Và mình nghĩ rằng là nếu như các bạn chẳng may có trúng cái giveaway này ấy, thì các bạn nên mua nên lựa chọn là chai Fresh Air này, cũng như là Masterial Mix này, rồi gì nhở, đây là Sugar Lychee này, cũng là một cái mùi ok, ổn, hay là một cái mùi hoa cam để có thể tặng cho người yêu mà kể cả mình dùng chung cũng được. Thì đó là những cái mùi của Soleil. Còn hai mùi mà các bạn nên cân nhắc đó là Lemon Peel và Vodka Olive.
Thì hai mùi đấy thì thực sự với mình nó không phải là quá tốt, nhưng mà biết đâu với bạn nó lại là một sản phẩm tốt. Tranh thủ tham gia ngay giveaway nha. À quên mất cái điều này quan trọng này. Nếu như các bạn đã sử dụng rồi thì đừng quên việc bình luận ở phía dưới cho mọi người cùng biết. Còn bây giờ thì xin chào lại và chúc bạn may mắn ở cái giveaway này nha.